Rồi xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Kẹo Chỉ Trần Lập PCB. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số 0825671805. Số này có cả Zalo hoạt động 24/24 phục vụ cho mọi người đặt hàng nhé. Lưu ý giúp em, hàng này hàng nhạy cảm nên là không được đồng kiểm. Các bác cảm thấy tin tưởng ok thì đặt mua, không tin tưởng thì có thể qua shop khác nhé. Còn bên em ship hàng COD, nhận hàng thanh toán tiền. Bên em thì chuyên đủ tất cả các dòng kẹo trì từ 4.5 đến 6.35, từ nấm đến xuyên phá, kẹo sờ lung, kẹo dùng cho tiệp xa Innova 9kg, Monster, đủ tất cả các kích cỡ, mẫu mã cho mọi người lựa chọn luôn. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với shop em. Đầu tiên thì em quay cho mọi người về một ít mẫu kẹo sờ lung và xuyên phá bên em. Trước tiên là mẫu kẹo xuyên phá. Đây là xuyên phá 6.35. Hàng cực kỳ là đẹp và chất lượng cho mọi người nha. Toàn bộ theo khuôn nhập trì là trì dây đóng máy. Ở trên thị trường PCP thì tồn tại rất là nhiều mẫu mã về xuyên phá, nhưng mà bên em thì có mẫu này cực kỳ là chuẩn cho mọi người nhé, bao xa bao phê cho mọi người. Tiếp theo là mẫu sờ lung 6.35. Hàng này thì đủ loại kích cỡ từ 4.5 đến 6.35, hàng cực kỳ là đẹp, chất lượng chì thì rất chi là ổn định và ok. Bác nào mà bắn thú lớn thì nên sử dụng hàng này nhé, bao xa. Hàng quay thực tế, quay video như là gửi cho mọi người như thế nên mọi người cứ yên tâm đặt mua nhé. Còn đây là sờ lung 4.5, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng rất chi là đều nhé, 100 viên như một. Chất lượng chì là chì dây, hàng chì mềm nên các bác yên tâm là không hại cành món khương nhé. Các bác đang theo dõi video thì cho em xin một lượt like video và lượt đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Giờ em qua dòng đạn nấm bên em. Đạn nấm bên em thì đủ loại từ hàng giá bình dân đến hàng kẹo hộp cao cấp. Con kẹo em đã quay cho mọi người là hàng rẻ nhé. Hàng bình thân, dân, giá rẻ thôi, 350.000 một ký. Hàng này thì cực kỳ đều, không có một chút vi lào cả, cả đầu lẫn váy thì khá là cân đối. Bao tét cho mọi người khoảng tầm 50-60m nhé, bao tét trung bình là vậy. Còn bác nào mà canh khương chuẩn thì bao tét lên tới 80m là chuyện bình thường ạ. Giá 350.000 một ký thôi ạ. Bác nào mà muốn hàng chì mềm, không muốn hại cành hại khương thì có thể sử dụng qua hàng chì dây này. Hàng này thì đủ kích cỡ từ 4.5 đến 6.35. Đây là dòng 5.5 này, hàng rất chi là đẹp cho mọi người luôn nhé. Bao chuẩn cho mọi người 90-100m ăn lắp C2 và hơn 100m ăn cò nhé. Hàng cực kỳ mềm, bóp tay thoải mái cho mọi người luôn. Đủ loại kích cỡ, váy ngắn, váy dài, lông sâu, giày mỏng. Đây là váy dài 5.52 này. Ưu điểm của váy dài là lướt gió rất chi là tốt, độ ổn định cao hơn hàng đạn nấm váy ngắn một chút nhé. Các bác nào chưa trải nghiệm dòng này thì có thể thử trải nghiệm dòng này, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Còn đây là ít hộp vàng GP Quang Thắng. Chất lượng chì thì khỏi bàn rồi, hàng này thì chơi rất chi là tốt, đa số là hợp với mọi cảnh, rất chi là dễ dùng nhá. Có 450.000 một ký thôi. Đó. Kẹo cực kỳ là đẹp luôn ạ. Còn đây là hàng FXI Gum, hàng này thì quá nổi tiếng và phổ biến với mọi người rồi. Hàng kẹo nhập của Trung Quốc bản vải 2 tầng, chất lượng chì thì rất chi là đẹp luôn, khỏi bàn rồi. Bao tét cho mọi người lên tới 150m luôn nhé. Đó. Ngoài ra thì bên em còn có một ít kẹo 4.5 tiệp rỗng, chuyên dụng cho tiệp xa Innova 9kg, 100 viên như một, rất chi là đều và đẹp, đồng giá 450.000 nhé. Đó, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp.